chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta thiên thần hộ mệnh luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta các thiên thần thường gửi những dấu hiệu giúp chúng ta có được những thông tin quan trọng để có thể sống một cuộc sống tốt đẹp nhưng ít người trong chúng ta biết đó là gì và vì vậy hầu hết chúng ta đều bỏ lỡ những thông điệp này ngay cả khi bạn nhận thức được sự giao tiếp của thiên thần bạn vẫn có thể gặp khó khăn để hiểu những gì các thiên thần đang cố gắng nói với bạn trong video này quốc anh chia sẻ về biểu tượng thiên thần tất cả các dấu hiệu thiên thần và biểu tượng thiên thần mà bạn có thể thấy sẽ giúp bạn hiểu những dấu hiệu này trong cuộc sống của chính mình dấu hiệu thiên thần là một hình thức hướng dẫn mà chúng ta nhận được từ những người giám hộ thần thánh của chúng ta đây là những sinh vật có tình yêu thuần khiết những sinh vật mang đến cho chúng ta những thông điệp giúp chúng ta tìm thấy con đường đích thực của mình trong cuộc sống thiên thần hộ mệnh có thể cung cấp sự trợ giúp và cái nhìn sâu sắc khi bạn đấu tranh để vượt qua một trở ngại lớn hoặc đưa ra một quyết định khó khăn hơn nữa họ biết những mong muốn của trái tim chúng ta và tất cả những suy nghĩ riêng tư nhất của chúng ta có nghĩa là họ có thể đưa ra một loại hướng dẫn mà ngay cả những người thân thiết nhất với chúng ta cũng không thể cung cấp bạn có thể nhờ các thiên thần hỗ trợ chỉ bằng cách tập trung vào một câu hỏi liên tục nói to hoặc viết ra giấy phản hồi sẽ xuất hiện dưới dạng các dấu hiệu cung cấp cho bạn những manh mối tinh tế về cách tiến hành đôi lúc họ sẽ xuất hiện khi chưa có lời cầu nguyện từ bạn vì họ cảm thấy rằng bạn cần thêm hỗ trợ hoặc bạn sắp đạt đến thời điểm quan trọng trong câu chuyện của cuộc đời mình bây giờ bạn đã có cảm giác sơ bộ về những loại thời điểm mà các thiên thần có thể xuất hiện và bạn cũng biết rằng bạn có thể khuyến khích họ xuất hiện khi bạn cần ghi nhớ những điều này sẽ giúp bạn biết rõ hơn về bất kỳ biểu tượng thiên thần hữu ích nào có thể sắp xuất hiện những dấu hiệu từ những hướng dẫn tinh thần và thiên thần thường xuất hiện trong cuộc sống của bạn khi bạn đang trải qua quá trình thức tỉnh tâm linh phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và vũ trụ các thiên thần sẽ được thu hút bởi sự rung động cao độ của bạn bạn đang cảm thấy đơn độc hoặc bị cô lập bạn đang theo đuổi một điều gì đó mà bạn luôn có ý định làm vũ trụ muốn củng cố niềm tin của bạn để bạn tiếp tục đi đúng hướng bạn đang cảm thấy dễ bị tổn thương và cần có một dấu hiệu cho thấy bạn có sự hỗ trợ. Bạn đã dành một khoảng thời gian để tránh mục đích thực sự của mình và bây giờ bắt đầu phù hợp với nó. Trong những trường hợp, thiên thần cũng sẽ cung cấp các dấu hiệu khi bạn đang trong quá trình di chuyển sai hướng. Bạn đã trải qua một chấn thương và đã đạt đến giai đoạn mà bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình chữa lành. Một thiên thần chỉ đơn giản là muốn truyền đạt tình yêu vô điều kiện cho bạn và giúp bạn kết nối lại với tình yêu thuần khiết của riêng bạn dành cho vũ trụ điều này có thể xảy ra vào những thời điểm mà bạn có thể không ngờ tới hoặc khi tình yêu là một chủ đề quan trọng trong quá trình phát triển cá nhân của bạn thông điệp chính ở đây là bạn có nhiều khả năng nhìn thấy các thiên thần khi bạn đang biến đổi thành con người thật nhất của mình các biểu tượng và dấu hiệu thiên thần có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn hãy tin vào trực giác của bạn trong những thời điểm mà sự tiếp xúc với thiên thần được thiết lập sau đây là những dấu hiệu phổ biến nhất thứ nhất số thiên thần và mô hình lặp lại khi bạn chứng kiến các thiên thần để lại các dấu hiệu thông thường nhất là phát hiện các mẫu số bất cứ khi nào bạn nhìn thấy những con số giống nhau hoặc chúng chỉ thu hút sự chú ý của bạn vì một lý do nào đó đây có thể là một dấu hiệu thiên thần số không, các thiên thần sẵn sàng mang đến cho bạn sự trấn an thiên niên. số một, tập trung vào điều tích cực. số hai, bạn đang đi đúng hướng. số bốn, thiên thần sẵn sàng giúp bạn chữa bệnh. số năm, thay đổi là tốt cho bạn ngay bây giờ. số sáu, bạn đang tập trung quá nhiều vào những mối quan tâm về vật chất. số bảy, bạn đặc biệt may mắn ngay bây giờ. vì vậy đây là thời điểm tốt để chấp nhận rủi ro có tính toán. Số 8. Bạn dồi dào và thịnh vượng. Số 9. Bạn đang ở trong không gian thích hợp để hành động theo ước mơ của mình. Số 11. Điều chỉnh trực giác của bạn để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Số 13. Bạn đang ở một nơi phát triển tâm linh. Số 22. Hãy ghi nhận thành công đang đến. Những con số này càng lặp lại, thông điệp càng mạnh. Vì vậy, ví dụ 777 sẽ chỉ ra rằng bạn đặc biệt may mắn và 9999 sẽ cho bạn biết rằng hôm nay là thời điểm hoàn hảo để thực hiện một số hành động mà bạn đã chờ đợi để thực hiện. Các bạn có thể lắng nghe những video về những con số thiên thần của kênh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích. Thứ hai, hình dạng thiên thần bạn có thể thấy những biểu tượng thiên thần này ở dạng trừu tượng, chẳng hạn như trên mây, trong bong bóng xà phòng. Tuy nhiên, những hình dạng này có thể ở bất cứ đâu. Ví dụ, bạn có thể liên tục khám phá những viên đá hình trái tim. Bất cứ khi nào điều tương tự xảy ra, hãy cố gắng kết nối hình ảnh với điều gì đó mà bạn đang gặp khó khăn hoặc băn khoăn. Thứ ba, tai rung. Việc nghe các thiên thần hiếm khi giống nghe thấy một giọng nói thực sự đang nói với bạn. Đặc biệt, bạn có thể nghe thấy ở dàn chuông. Nếu bạn đột nhiên nghe thấy tiếng chuông trong tai, hãy quan sát những gì đang xảy ra xung quanh bạn và để ý xem bạn đang nghĩ về điều gì. Các thiên thần có thể đang cố gắng giao tiếp với bạn. Tất nhiên, bạn cũng cần kiểm tra đó có phải là vấn đề về y tế hay không. Điều thứ tư, cầu vòng. Hãy nhớ rằng các thiên thần thường dẫn đến sự hiện diện của cầu vòng tuyệt đẹp. Nếu cầu vòng đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của bạn hoặc gần nhà bạn, điều này có thể đại diện cho sự hiện diện của các thiên thần đang chăm sóc bạn và muốn bạn biết bạn đang được yêu thương. Thông thường, đây là lời nhắc nhở kịp thời khi bạn cảm thấy cô đơn và cầu vọng có thể báo trước một thời kỳ may mắn hơn và kết nối giữa các cá nhân sâu sắc hơn thứ năm ớn lạnh đột ngột nếu bạn đã từng trải qua một cơn rùng mình không thể giải thích được đây có thể là một dấu hiệu cho thấy cái thiên thần đang ở gần và đặc biệt tích cực nỗ lực giao tiếp với bạn cũng như nhiều dấu hiệu khác cảm giác ớn lạnh sẽ khiến bạn chú ý nhiều hơn đến những gì bạn đang nhìn thấy hoặc đang nghĩ trải nghiệm ớn lạnh cũng có thể cho bạn biết rằng bạn đang đi đúng hướng ví dụ nếu bạn đang phỏng vấn cho nhiều công việc khác nhau và cảm thấy ớn lạnh tại một cuộc phỏng vấn có lẽ đây là cơ hội thích hợp cho bạn điều thứ sáu những giấc mơ hay điềm báo các thiên thần thường sẽ dễ dàng giao tiếp với bạn hơn trong khi ngủ khi tâm trí bạn được mở rộng tối đa và tiềm thức của bạn sẵn sàng tiếp nhận thông điệp để ý những giấc mơ lặp lại hoặc thậm chí những chủ đề và hình ảnh rộng lớn trong giấc mơ bạn cũng có thể trải qua những điềm báo khi thức giấc điều này sẽ khiến bạn cảm thấy như thể bạn có thể hình dung một cách sống động những gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình đôi khi các thiên thần sử dụng những loại dấu hiệu này để cảnh báo bạn về điều gì đó có thể gây bất ổn hoặc để nhắc nhở bạn về những điều quan trọng trong cuộc sống kỳ nhật ký giấc mơ có thể giúp ích bạn giải thích các loại dấu hiệu này và nhận thấy các mô hình quan trọng Điều thứ bảy, bạn có thể thấy bướm và chuồn chuồn. Các dấu hiệu của các thiên thần trên trái đất thường liên quan đến thế giới tự nhiên. Điều này không chỉ áp dụng cho thời tiết, mà còn cho việc nhìn thấy động vật. Nếu bướm hoặc chuồn chuồn có vẻ bị cuốn hút bởi bạn, điều này có thể cho thấy rằng các thiên thần đang ở gần đó và đang tích cực tìm kiếm sở thích của bạn. Nếu bạn muốn tự mình thu hút sự chú ý của các thiên thần Việc sưu tập các vật phẩm có hình ảnh con bướm hoặc chuồn chuồn có thể thu hút các thiên thần đến với bạn. Đây là những sinh vật sứ giả được kết nối mật thiết với năng lượng và ý định của thiên thần hồ mệnh. Đôi khi, biểu tượng thiên thần xuất hiện dưới dạng những tia sáng nhấp nháy hoặc những làn sóng ánh sáng lung linh. Chúng có thể có màu trắng sáng và bạn sẽ thường nhìn thấy chúng ở khóe mắt hơn là ở giữa tầm nhìn của bạn. Màu sắc của ánh sáng bạn nhìn thấy có thể chỉ ra điều gì đó về những gì thiên thần hoặc các hướng dẫn tinh thần đang cố gắng nói với bạn. Đặc biệt, màu cam được cho là báo hiệu sự lạc quan hoặc tích cực, màu xanh lá cây có liên quan đến sự gia tăng quyền lực, và màu xanh lam hoặc tím có thể là một chỉ báo cho thấy bạn cần dành thời gian để thư giãn. Điều thứ tám, bạn cảm thấy như bạn không cô đơn. Một trong những dấu hiệu của một thiên thần đang dõi theo bạn, là cảm giác chung rằng bạn không cô đơn. Bạn có thể có cảm giác này khi đối mặt với căng thẳng, nhận thức về một người nào đó đang đi cùng bạn và ủng hộ bạn. Cái thiên thần có thể đặc biệt đưa ra dấu hiệu này khi bạn cảm thấy bị hiểu lầm, bị từ chối hoặc bị cô lập. Điều thứ chín, nâng cao nhận thức và trực giác. Trong số những dấu hiệu mạnh mẽ nhất của thiên thần là khả năng tri giác được nâng cao và trực giác nhai bén khi thiên thần xung quanh bạn bạn cảm thấy sống động hơn màu sắc có vẻ tươi sáng hơn thế giới có vẻ đẹp hơn bạn có thể cảm thấy mình có thể tiếp thu cảm xúc của người khác một cách thấu cảm và bạn có thể sẽ ngày càng có cảm giác đáng tin cậy về việc phải làm gì tiếp theo sự hiện diện của các thiên thần dường như giúp củng cố một số kỹ năng cơ bản mà chúng ta có thường bị kìm hãm Chúng có thể kết nối chúng ta với khía cạnh tinh thần của chúng ta một cách mạnh mẽ và hữu ích. Điều thứ 10 Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất mà các tinh thần đang ở bên bạn là một dòng thông điệp ý nghĩa bất ngờ. Một cuốn sách có thể mở đúng trang để cung cấp loại lời khuyên bạn cần. Bạn có thể nhận thấy các khẩu hiệu lặp lại trong quảng cáo. Có thể bạn nghe mọi người nói những cụm từ động lực giống nhau. Những thông điệp quan trọng này giúp bạn nhìn và nghe chính xác những thứ sẽ giúp bạn phát triển và thúc đẩy bạn tiến lên trong cuộc sống. Bạn cũng có thể trực tiếp yêu cầu các thiên thần gửi cho bạn những thông điệp như vậy khi đấu tranh với một câu hỏi hoặc quyết định cụ thể. Điều thứ 11. Những điều thuận lợi và thành công. Cuối cùng, những người nhận được sự quan tâm của thiên thần cũng nhận được thành công đột ngột đáng kể. Ví dụ mọi người sẽ ưu ái cho bạn nhiều hơn bình thường. Hoặc có thể bạn sẽ được mời nắm lấy một cơ hội mà bạn đã chờ đợi trong nhiều năm để khám phá. Ngoài ra, bạn sẽ được thăng chức tại nơi làm việc cùng lúc với việc gặp gỡ tình yêu tri kỷ của đời mình. Làm thế nào để nắm bắt những dấu hiệu thành công này? Bây giờ bạn đã hiểu cách phát hiện các dấu hiệu mà các thiên thần đang ở xung quanh bạn. Bạn nên làm gì với nhận thức mới này? nếu bạn muốn tận dụng tối đa những thông điệp thiên thần và thể hiện lý tưởng sống của mình hãy học cách nắm vững luật hấp dẫn và học cách tăng cường sự rung động và điều chỉnh tần số cơ bản của bạn với tần số mục tiêu của bạn thêm vào đó bạn có thể học cách nâng bản thân mình lên trạng thái tích cực để thu hút nhiều hơn những điều tương tự tất cả những quá trình này đều được cải thiện nhờ nhận thức về các thông điệp thiên thần và bởi khả năng trực giác được mài dũa tinh vi của bạn. Các bạn có thể lắng nghe video của kênh chia sẻ tại kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng để cộng hưởng năng lượng tích cực cùng với tất cả các bạn. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc kênh qua fanpage và qua zalo mà Quốc kênh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc kênh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.